Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với ô tô Sài Gòn. Mình đang có mặt tại nhà máy BYD tại Thâm Quyến, Trung Quốc để tham quan nhà máy nè, tham quan bảo tàng của nhà máy mà cùng với lái và trải nghiệm những cái dòng xe sắp ra mắt, sắp giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ đi một vòng để xem ở đây có những chiếc xe gì và mình sẽ trải nghiệm một vài chiếc xe để cho mọi người có thể một phần nào đó hình dung được một bức tranh tổng quan về những chiếc xe thuận điện của nhà BYD. Trước khi lái thử thì mình mời mọi người đi một vòng để xem những chiếc xe được trưng bày tại BYD. Đây là Siulen 6, còn bên đây là Han. Khi mà mọi người đứng xem trực tiếp ở bên ngoài mới thấy một con xe rất là đẹp, cùng với sự hoàn thiện hết sức là chỉnh chu. Bên đây thì chúng ta sẽ có BYD Siêu, một trong những chiếc xe sắp tới sẽ được về Việt Nam. Han thì chưa. Và theo như dự đoán thì những cái chiếc xe sẽ bị Việt Nam, chúng ta sẽ có Atoba, Dolphin và BYD Siêu. BYD Siêu rất là đẹp. Kích thước nếu mà như mọi người thấy bên ngoài thì nó sẽ tương tự giống như là những chiếc xe Camry, kích thước nó tương tự như vậy, nhưng mà với cái thiết kế nó sẽ vuốt hơn, cao hơn. Một vòng bên ngoài của BYD Dolphin, những cái hệ thống đèn của chiếc xe họ được thiết kế rất là cầu kỳ và trau chuốt. Nếu mà người nhìn kỹ ở bên trong, ngày xưa mình đã từng khen những cái chiếc xe Đức được thiết kế như thế này rồi, thì những chiếc xe của nhà BYD cũng được thừa hưởng những cái thiết kế nó sẽ mang lại chúng ta một cái nhìn rất là đẹp. Phía sau có slogan thương hiệu Pure Your Dream là BYD. Với kích thước một chiếc xe nó rất là nhỏ nhắn, một cái dáng hatchback rất là đẹp, cùng với những cái đường sắt cắt xé. Cách mở cửa mọi người sẽ thấy rất là quen trên những chiếc xe mà ở Việt Nam mà mọi người thường chê đó, cách mở cửa giống như vậy. Phía dưới thì chúng ta sẽ có bụng bụng mâm. Mâm này thì thường thường những chiếc xe điện nó sẽ có được những cái thiết kế mâm kín như thế này để giúp cho mọi người sẽ tối ưu được cái quãng đường đi và tối ưu được vấn đề khí động học. Bên phải chúng ta sẽ có một cái cổng để chúng ta có thể sạc này. Rồi ở phía trước thì mọi người sẽ thấy một chiếc xe nó rất là dễ thương, bầu bầu tròn tròn, nó rất là đẹp. Và những chiếc xe của BYD thì cái mức tối thiểu mà quãng đường nó di chuyển đâu đó lúc nào cũng khoảng hơn 400 km, và chiếc BYD này cũng vậy, nó có cái công suất lên đến hơn 200 mã, cùng với quãng đường đi là 427 km theo tiêu chuẩn là WTLB, hay mình nhớ như vậy. Và tất nhiên là những cái chiếc xe ở thị trường Trung Quốc thì chúng ta sẽ có những mức lựa chọn về pin khác nhau, còn thị trường quốc tế thì chúng ta sẽ có được cái mức dung lượng cao nhất, nhưng mà không biết về Việt Nam thì nó như thế nào. Mọi người sẽ cùng ngóng chờ những cái phiên bản BYD được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Nếu như mọi người đang trải nghiệm những chiếc xe Atoba hay là BYD Siêu thì mình đang ngồi trên chiếc BYD D9. Và đây là một trong những chiếc xe phục vụ cho cái khả năng chở 7 người cho gia đình. Một lớp xe êm quá. Quá chặt. Thắng là đi gia đình mà chở nhẹ là nguyên gia đình ói hết á. Ghế captain seat rất là hợp với thị trường Việt Nam. Cảm ứng hết à? Đúng rồi, cảm ứng hết. Ghế cảm ứng còn có rất là nhiều những chức năng. Wow. Trên những chiếc xe điện hầu như là tăng tốc chắc mình sẽ không cần đề cập đến rồi. Rất là đã. Và hầu như là khi mà mình đi một chiếc xe rất là mạnh mà phục vụ gia đình, nó lại hoàn toàn là mình để eco hoặc là để tiết kiệm hết.
không dám đạp luôn. Vậy là cho mọi người trải nghiệm tí xíu về cái hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai thì mình sẽ có một cái màn hình cỡ lớn 12.3 inch, rất là nhiều những cái thông tin được hiển thị. Hay là ghế của em nó tốt, em nó khác hẳn cái kiểu giống như ghế không trọng lực với anh à. Trang bị thì mình sẽ điểm qua tí xíu, phía sau chúng ta sẽ có hai góc đi ly, góc điều hòa không khí, làm mát. Tục pha lê luôn. Đây chính này có một hộc nhỏ. À, như này chúng ta sẽ có một xem được không? Cái hốc làm lạnh dành cho hàng ghế thứ hai trải nghiệm. Chỗ này mở sao ta? Đây à, cảm ứng. Ôi lúa quá. Cảm ứng luôn, kéo qua nguyên một hộc trong đây bằng nhung. Chạm nhẹ là nó sẽ đóng lại. Đó. Người cầm lái là anh trưởng. Cái lái tốt. Sau đó rồi ngoài ra phía trên đây chúng ta sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh. Wow. Cửa sổ điều hòa ở phía trên cao. Những cái tay nắm cửa. Và họ thiết kế tỉ mỉ, hết sức là chỉnh chu, hết sức là đẹp. Màn hình cỡ lớn, rất nhiều những cái thông tin. Quá nhiều thông tin để chúng ta có thể can thiệp và phục vụ cho nhu cầu giải trí dành cho hàng người hàng ghế thứ hai. Ở đây chúng ta sẽ có hộp đựng đồ nhỏ nhỏ. Rồi. Màn hình cảm ứng dành cho hàng ghế thứ hai để chúng ta có thể điều chỉnh được gió điều hòa nè, rồi bật và ngã ghế nè, rất là nhiều những thông tin có thể điều chỉnh đây. Rất cái máy ảnh thôi, không có gì ảnh. Rồi xong luôn. Trời, vào trải nghiệm D9 nào. Rồi, tiếng đóng cửa. Từ cưng. Tiếng đóng cửa rất là chắc luôn. Bên trái, bên phải không. Rồi, ok. Bell lại đang. À, chỉnh ghế lại trên đây. Rồi. Unlock reach, unlock button, unlock. Unlock button rồi. Chạy một vòng thôi. Đó, chạy loạn xạ trên. Mình cũng hơi bị rén rén. Cái đầu rất là dài. Tầm nhìn rất là rõ luôn. Có HUD hiển thị. Cái khung viên nó rất là nhỏ, thành ra mình không có nhiều cái trải nghiệm, nhưng mà được cái là cái khung gầm nó rất là vững chắc, êm, rất là khó để nghe được cái tiếng lốp, tiếng vọng từ phía dưới lên. Đúng là xe phụ cho gia đình, chạy êm nhẹ nhàng. Đó, mình không có sẽ đạp thốc ga. Đi gia đình chiếc này thì đạp thốc ga nó sẽ say lắm. Chứ như vậy mình chạy nhẹ nhàng thứ ra làm sao. Với một cái màn hình 15.6 inch hiển thị rất là nhiều những thông tin cần thiết phục vụ cho người lái. Và kể cả những cái tính năng, những cái trang bị cũng có thể cảm ứng trên đây hết luôn. Vô lăng đi cách cầm rất là vừa nè. Ồ, thêm một vòng nữa nha. Rồi. Có cái gì mình nói mình nhầm thôi đúng không anh? Có gì đâu, lộn đường. Ôi. Chiếc này cho gia đình thì thôi. Không biết nói gì thêm. Quá êm ái. Hệ thống trẹp khí nén hả? Thành ra là nó sẽ, mọi người sẽ rất là kén chọn khi mà ngồi những chiếc xe có hệ thống treo như thế này. Rồi, một vòng ngắn ngắn để cho mọi người có thể trải nghiệm. Bây giờ mình sẽ về B. Đây, trời ơi, lần đầu tiên trải nghiệm. Thêm một tí xíu về thông tin cho mọi người có thể tham khảo nè. Chúng ta sẽ có được trang bị hốc đi ly nè, chìa khóa nè. Rất là đẹp. TV piano. Rồi có chế độ chạy HEV, EV. Các mod. Có nhiều chế độ lái khác nhau nè.
Eco Sport. Đấy, tôi nút điều chỉnh đây. Rồi cần số pha lê rất là đẹp ha, vừa gọn. Trên đây chúng ta sẽ có một cái chỗ để mọi người có thể sạc không dây. Rồi một vài điểm nhanh mình trả xe lại cho hai sếp. Wow, tóc gỗ nó rất là đã. Rồi đấm rất là chắc chắn luôn. Rồi mình đi một vòng để cho mọi người cái ba lô kìa. Chiếc D9 này sẽ cũng hứa hẹn sẽ về Việt Nam trong quý 2 lần ra mắt sắp tới. Còn trong tháng 6 này thì sẽ đồng loạt về Việt Nam những cái chiếc xe giống như là BYD Seal, Atoba hay là BYD Dolphin, phù hợp với thị trường Việt Nam đang rất thịnh hành những cái dòng xe CUV. Dòng Denza D9 này hết sức là đẹp, có thiết kế các bạn sẽ thấy rất là quen thuộc những dòng xe đến từ Nhật, và trải nghiệm cũng hết sức là tốt khi mà mình ngồi lái trên những chiếc xe thế này. Ngoài ra thì mình còn được tham quan viện bảo tàng của BYD, nơi mà họ lưu trữ và trưng bày rất là nhiều những công nghệ mà BYD tự phát triển. Trước tiên thì sẽ tìm hiểu qua loạt thành tựu của BYD, lịch sử hình thành và phát triển trong suốt gần 30 năm qua. Cùng với đó là một bức tường về các cái chứng chỉ và phát minh công nghệ mà BYD đang nắm giữ. Thậm chí ở đây còn có những công nghệ mà BYD chưa áp dụng vào thực tế luôn. Ngoài những công nghệ phát triển về xe điện thì BYD còn phát triển nhiều lĩnh vực khác như là tàu điện trên không, xe buýt này, hay là các giải pháp về giao thông thông minh, các bộ phận điện tử cho điện thoại di động. BYD còn sản xuất tế bào năng lượng mặt trời và cung cấp các giải pháp năng lượng mặt trời cho hộ gia đình, doanh nghiệp hay là các nhà máy điện. Một câu nói rất vui mà mình được BYD chia sẻ đó là tất cả những cái bộ phận trong một chiếc xe hơi, chúng tôi làm chủ công nghệ và tự sản xuất luôn, ngoại trừ lớp xe và kính mà thôi. Nhưng điểm ấn tượng mình nhất vẫn là công nghệ pin cho xe điện, đặc biệt là công nghệ pin lưỡi dao gọi là Blast Battery đó. Điều đặc biệt pin này đó, nó sẽ chống cháy khi mà lỡ có những sự cố. Pin nó sẽ rất là mỏng, giúp tối ưu diện tích khi mà thiết kế và sử dụng cho xe hơi. Rồi, một vài điểm nổi bật trong một chuyến đi tham quan nhà máy BYD tại Thâm Quyến, Trung Quốc mà mình vừa chia sẻ cho mọi người. Mình cũng đang mong chờ trong một thời gian tới những chiếc xe được BYD Auto Việt Nam giới thiệu sẽ như thế nào và thị trường Việt Nam đón nhận ra sao nha. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã xem video và đừng quên subscribe kênh YouTube Auto Sài Gòn, bật chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.